Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi được Kim Nhung Show thời sự ngày mai với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Và bây giờ Kim Nhung xin đi ngay vào cái đề tài, đó là vì sao mà ông cho rằng Bắc Hàn sẽ xin thương thuyết với Hoa Kỳ vậy? Tôi nghĩ rằng là Kim Jong Un nó không có thể nào giữ được cái nguyên trạng như hiện nay được, tại vì cái nền kinh tế đó là đã quá kiệt quệ. Dù mục tiêu lâu dài đó là phải đòi Mỹ rút quân ra khỏi Nam Hàn, đó là mục tiêu lâu dài, nhưng mà từ nay tới đó thì vẫn phải đàm phán để Mỹ hạ tầm thao dượt quân sự với Nam Hàn, hoặc là đã giảm, Mỹ sẽ giảm dần cái đà trừng phạt kinh tế và để chứng minh rằng là mình, tức là Bắc Hàn, đã có thiện chí không sử dụng võ khí hạch tâm, nhờ vậy mà đớt bớt bị thế giới cô lập như là trong tình trạng hiện nay. Thì với Hoa Kỳ đó thì có thể sẵn sàng sống chung hòa bình với là một sứ độc tài cộng sản như Bắc Hàn, miễn rằng Bắc Hàn không sử dụng võ khí hạch tâm chống mình. Trong khi hàng ngày đó thì chúng ta đừng quên các cái oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ loại B-1 đó vẫn bay trên không phận của cái vùng phi quân sự Nam Bắc Hàn để kiểm soát, theo dõi mọi hành tung của Bắc Hàn. Thành ra vì vậy đó là tôi cho việc thương thuyết và canh chừng nó vẫn xảy ra. Nhưng mà khác với năm 2017 đó, Bắc Hàn đó sẽ không có dám vọng động nữa như là trước đây. Dạ vâng. Nhưng mà Kim Nhung để chú ý một cái điều mà khi nãy trong phần 1 ông có đề cập tới ba cái mục mà trong đó ông có nói rằng là Bắc Hàn thì họ chẳng tin ai và vẫn giữ cái võ khí hạt tâm để mà bảo vệ ngay chính cái sự tồn tại của chế độ đó. Có nghĩa là họ dùng cái vũ khí hạt tâm đó để mà họ hù dọa các nước chẳng hạn. Và làm sao mà thuyết phục họ là chẳng ai muốn lật đổ cái chế độ này. Từ đó, đó là một cái điều mà chúng ta thấy là nó sẽ khá... Tôi nghĩ rằng là lãnh đạo Bắc Hàn đó họ có học được cái bài học của xứ Libya. Dạ. Năm 2003, sau khi mà Hoa Kỳ mở cái chiến dịch tấn công Iraq dữ dội đó, thì lúc đó lãnh tụ Muammar Gaddafi của Libya đó tuyên bố từ bỏ cái kế hoạch chế tạo võ khí nguyên tử, võ khí hạch tâm. Thế và tìm cách gọi là cải thiện cái mối quan hệ của xứ Libya với các nước. Nhưng mà khi mà không còn võ khí hạch tâm nữa đó thì tức là coi như là Muammar Gaddafi đó lâm vào thế kẹt. Quả nhiên sau đó trong cái trận nội chiến ở tại xứ Libya, Anh, Pháp, Ý xúi chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Barack Obama can thiệp vào trong cái trận nội chiến đó. Và cuối cùng đó là người ta không sợ Muammar Gaddafi nữa, là tại vì không có võ khí tuyệt đối. Cuối cùng thì Muammar Gaddafi đó chết thảm dưới cống. Thì Bắc Hàn đó họ cũng nhìn thấy cái chuyện đó. Họ bảo là nếu mà bây giờ mình từ bỏ cái đó mà sau này đó lại có chuyện gì nó xảy ra đó không ai sợ mình nữa. Thành ra họ vẫn phải cố gắng, họ duy trì, họ giữ cái đó. Nên vì vậy đó nó mới có cái tình trạng mà hai bên gọi là đang có sức ép với nhau. Đó, nhưng mà qua cái hội nghị thượng đỉnh vừa qua với cái thái độ của ông Donald Trump như vậy, mà nếu Bắc Hàn vẫn đặt cái vấn đề võ khí hạt tâm lên trên cái bàn thương thuyết như vậy thì làm sao mà có thể giải quyết được những cái vấn đề hạn như là họ cũng vẫn muốn tháo gỡ cái lệnh cấm vận. Tức là vì vậy đó nó mới đi sang đến cái chuyện mà tôi bảo rằng là họ sẽ phải thương thuyết về định nghĩa. Thế nào là giải trừ võ khí hạch tâm trên bán đảo Triều Tiên? Thì giải trừ như thế nào? Cái thể thức tiến hành ra làm sao? Liên Hiệp Quốc hay là thí dụ như là cái cơ quan nguyên tử lực của Liên Hợp Quốc hay là phía Hoa Kỳ đó phải theo dõi, kiểm chứng xem rằng là họ có tháo gỡ hay không. Họ tháo tới đâu đó thì có thể rằng là họ sẽ được giảm cái lệnh cấm vận kinh tế, thậm chí có khi là được Mỹ viện trợ kinh tế hoặc là được Nam Hàn viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn đấy chẳng hạn. Thì có thể rằng là để nhờ cái đó thì khuyến khích thêm những cái tiến trình đó là nó rắc rối và nó lâu dài. Và chúng ta đều biết rằng là không bên nào tin bên nào hết. Như là tôi vừa mới nói trường hợp của Bắc Hàn đó là họ đã nhìn thấy cái gọi là cái bài học của Libya dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ Muammar Gaddafi.
Và về sau đó, bây giờ đó là Libya vẫn đang bị nội chiến như vậy, thành ra họ sợ chứ. Thành ra vì vậy đó là họ vẫn phải thủ. Đúng. Bây giờ họ đang có vũ khí gọi là tuyệt đối trên thế giới, hình như có cỡ chừng 10 quốc gia. Ừ. Ví dụ trường hợp mà gần đây nhất thì trường hợp của Ấn Độ và trường hợp của Pakistan. Hai quốc gia đó vừa mới đụng độ với nhau, nhưng mà hai quốc gia đều có vũ khí hạch tâm hết, nhưng mà không dám sử dụng, tại sử dụng một cái là đi vào một cuộc tàn sát. Thì bây giờ đó là có thể rằng là cái mà tôi bảo cái kịch bản bi quan nhất, đó là có khi Hoa Kỳ đó là đành chấp nhận rằng là Bắc Hàn là một quốc gia có vũ khí hạch tâm, với lời hứa hẹn đó là không sử dụng, chống lại các nước khác, chống lại Hoa Kỳ không được. Tôi xin giải thích nó như thế này, nó hơi chuyên môn một chút. Bắc Hàn có thể đã có cỡ chừng 60-65 cái quả bom hạch tâm mà họ thu nhỏ đặng để đặt lên trên một cái đầu đạn của một cái hỏa tiễn liên lục địa, mà người ta gọi cái đó là hỏa tiễn đạn đạo, tức là bắn lên mà đi theo cái đường tuyến của một viên đạn. Thì khi mà bắn lên, lúc mà bắt đầu rơi đi lên cái đỉnh cao mà rơi xuống đó đặng để có thể nhắm vào thí dụ như lãnh thổ Hoa Kỳ, Alaska hay là California chẳng hạn, hoặc là căn cứ Guam ở của Hoa Kỳ chẳng hạn đó. Khi mà cái hỏa tiễn đó mà bắt đầu đi xuống đó là có thể bị Hoa Kỳ bắn hạ, chứ không thành ra không có trực tiếp tấn công Hoa Kỳ, nhưng mà họ vẫn có thể hãm dọa các cái quốc gia khác. Khi mà họ hãm dọa các quốc gia khác, trường hợp điển hình đó là Nhật Bản, là một quốc gia đã từng chiếm đóng bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 cho tới khi bị bại trận năm 1945. Và dân Đại Hàn nói chung đó là vẫn không quên được cái điều đó. Thành ra vì vậy đó là Nhật Bản nhìn thấy rằng là nếu mà một cái cường quốc rất là đói rách về kinh tế nhưng mà có võ khí tuyệt đối đó như vậy đó mà tấn công Nhật Bản thì không sao, thì chứ nước Nhật đó là cũng sẽ phải nói đến, hồi nãy tôi mới nói đến cái vấn đề tự vệ. Vâng. Tức là nói đến cái chuyện giải thích lại điều 9 hiến pháp, và với cái kỹ thuật của Nhật đó, Nhật có thể chế tạo được vũ khí hạch tâm trong một cái thời gian rất ngắn và có cái khả năng đó là sử dụng cái đó. Nhưng mà nếu mà Nhật Bản cũng như vậy trong cái cuộc thi võ trang, thì hai cường quốc đứng đằng sau Bắc Hàn đó là Trung Cộng với Liên bang Nga, nó cũng không yên tâm. Vâng. Tại vì trong quá khứ đó họ đã từng bị Nhật tấn công và khuất phục mấy lần rồi. 1894-95 là cái trận hải chiến đánh với quân nhà Mãn Thanh. Rồi 1904-1905 là khi mà hạm đội của Nga đó là bị Nhật Bản tiêu diệt hết chẳng hạn, đấy thì họ cũng ngại. Thành ra nếu mà mở ra cái cuộc thi đua võ trang nó như vậy đó thì hai cái quốc gia hung đồ kia đó đối thủ của Mỹ đó là cũng không có yên tâm. Vâng. Bây giờ thì còn ít phút thì Kim Dung xin phép được đề cập tới vấn đề của Việt Nam, bởi vì là cái sáng cái hôm ngày 27 thì trước cái buổi hội nghị đó thì ông cũng đã có gặp Donald Trump, cũng đã gặp Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đó là ông Nguyễn Phú Trọng, đã ký một cái contract, đó là Việt Nam đã bỏ ra 21 tỷ để mà order trên 100 cái chiếc máy Boeing. Bay Boeing. Cái vấn đề này là Việt Nam, trong cái vụ này thì Việt Nam đạt được một cái thắng lợi ngoại giao. Dạ, vâng. Có vẻ gọi là nâng cao cái tư thế của mình, nhưng mà cũng vẫn lại là chỗ bịp. Tại vì cái vụ mua máy bay đó là nó mới chỉ là, nó không phải là một cái hợp đồng ký kết. Mà nó chỉ là một cái thứ gọi là bị vong lục. Tức là cái sao, cái message mà of understanding, tức là chúng tôi hiểu rằng là chúng tôi trong tương lai sẽ mua. Tại vì cái hãng Vietjet đó là trước đây nhiều năm trước rồi cũng hứa mua mấy chục cái này mấy chục cái kia, các thứ chưa bao giờ làm hết tất cả. Vâng, chắc là phải thòng thêm một cái câu hỏi nữa, rằng là bởi vì thời gian vừa qua thì trong sau cái buổi hội nghị thượng đỉnh ở tại Việt Nam giữa ông Trump với lại Chủ tịch Kim, thì có nhiều người trong cộng đồng người Việt mình vẫn theo dõi và có cho rằng là tại sao không thấy ông Donald Trump đề cập tới vấn đề nhân quyền trong lúc này? Thì ông đánh giá như thế nào? Tôi nghĩ là đầu tiên cả là trong cái bài diễn văn về tình hình liên bang năm 2018, ông cũng đã nhấn mạnh chuyện đó rồi. Và vừa rồi đó là ông cũng nhắc đến cái chuyện nó xảy ra ở tại Venezuela.
Theo cái cuộc khủng hoảng Venezuela là ông nói đến các cái chế độ độc tài cộng sản, nó là không có tôn trọng nhân quyền vân vân. Còn bây giờ đó là ông ấy muốn ve vuốt cái cậu bé Kim Chính Ân, 35 tuổi, ông là 72 tuổi, đạm để cho cậu bé này uống một tí nước đường. Thành ra ông không có moi vào những cái chuyện gọi là nhạy cảm các thứ như vậy, thì người ta có thể người ta đả kích ông. Thì đúng, ông cũng nên nhắc. Thế và ngay trong cái cuộc họp báo đó là về sau khi mà cái hội nghị tan vỡ đó thì có hỏi ông về chuyện đó, và lúc mà ngay trong cái cuộc tiếp xúc hôm thứ tư đó ngồi bên cạnh Tập Cận Bình, ngồi bên cạnh người Kim Chính Ân đó, thì ông bảo rằng là chúng tôi có đề cập đến vấn đề nhân quyền. Cảm ơn thời gian quý báu của ông và hẹn gặp lại ông vào tuần tới ạ. Vâng, xin cảm ơn sự theo dõi quý vị và các bạn, nhất là cái sự hướng dẫn của cô Kim Nhung. Và trong một cái tuần gọi là nó có quá nhiều biến động. Cảm ơn ông, và Kim Nhung xin cảm ơn anh khán giả đã và đang theo dõi Thời sự ngày mai với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Và chúng tôi sẽ chờ làm quý vị vào thứ ba tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.